mà ăn dụng á, luôn luôn nó ngon hơn ăn thiệt. Thì mình chơi luôn nguyên con. Bất quá mình bắt con khác mình luộc thế vô, xích mấy mà chả biết. Rượu rắn dược tủ nguyên nguyên này mà nhậu với lại gà luộc là hết sải. Trời đất, tiếng ai như tiếng của thằng chồng mình. Thôi không còn kịp nữa rồi, mình phải bắt con gà thế vô mới được. Trời ơi, cái cửa nhà gì đâu bữa nay khó mở quá trời quá đất. Trời ơi, bây giờ phải làm sao? Thôi thôi, để đại ở đây đi rồi tới đâu thì tới. Bữa nay đúng là hên. Đi mua rượu tự nhiên gặp mấy anh bạn mà nhậu không tốn tiền, còn cho con trai đem về chứ. Ta sai, trời đất cùng sai. Ta sai, nhưng mà còn nhớ đường về. Ta về, ta uống một mình gà luộc, mình nhậu lai rai. Trời ơi, trời ơi, té đau nhưng mà chai rượu còn nguyên là được rồi. Hên nè, hồi nãy mình không có rủ tụi nó về, mồi ngon như vậy á mà có bạn hiền á, thổ tốn thấy bà đó chứ. Để chơi chơi con gà coi. Ê, trời ơi, cái gì vậy? Không lẽ mình sai hay sao kìa? Sao mà lông lá tùm lum vậy trời? Trời ơi, trời ơi, tôi chết. Trời, gà bọc lông sống lại. Trời ơi, rõ ràng là mình luộc, cái nồi nước còn nóng đây mà. Mà sao bây giờ gà mái thành ra gà trống? Trời ơi, lẽ mình uống quá chén sao trời? Trời ơi, hả? Thôi chết, con ú vợ mình nó về, phải giấu cái đống lông hồi nãy mình lặt ở đây. Còn đây, còn đây. Trời ơi, mày chịu khó nằm yên đi chút đi. Nằm xuống, nằm xuống. Ui, nằm yên cho tao ngào thôi. Chết rồi. Phì ơi. Ê, mày nhà mày làm gì vậy Phì? Phì nè. Mày làm gì vậy? Tao đang ngắm cảnh làm thơ. Hả? À, không có. Mày đang làm gì? Không, tao đang nhớ tới mày đó Ú ơi. Chứ tao tưởng mày làm gì. Mày giấu cái gì đó? Giấu cái gì đâu. Móc ra cho tao coi. Cái gì? Móc ra cho tao coi. Móc cái gì? Móc cái gì mà mày đang giấu đó? À, muốn coi cái này à? Coi cái đó. Có gì đâu, coi này, coi không được đâu. Đưa cho tao coi. Muốn coi ha? Đưa đây. Coi rồi, đừng có hối hận ra nha. Đưa đây cho tao coi. Nè. Trời, lông, lông gì đây? Này là lông của cái con. Con nào? Lông của con nào? Nói mau. Không có. Hả? Thiệt ra không phải lông của con nào hết. Sao đen xanh vàng đỏ đủ màu hết vậy? Mà cái này là râu của tao mới cạo. Trời đất ơi, râu của mày bình thường nó đâu có nhiều màu mà cứng dữ vậy. Hả? Tại sao mà đánh mày xạo nghe mày? Sao mày đánh tao? Mày đừng. Mày không đánh nè. Tao đánh mày là cái tội mày ngu. Gì? Ngu gì? Tao biết mà, mày đâu có thương tao. Khóc mọi rồi. Hôm á, râu mày nó mềm xèo à, liều xèo có mấy cặm à. Tại sao bữa nay mà nó cứng, mà nó nhiều màu dữ vậy? Tại tao nhuộm. Hả? Trời đất ơi, râu gì mà râu nhuộm mày? Mày chưa khi, xạo nghe mày. Trước khi nhuộm tao còn highlight đó mày. Ê, tự. Đại biểu mày, tao chưa bao giờ tao nghe ai nói râu mà highlight hết đó nghe mày. Trời nhưng ơi, mà tao làm mới hay chứ. Đồ cái thằng chân cà chớn. Xạo ơi là xạo nghe mày. Mày ngu vừa vừa đó. Đồ tốt mà mày đem cạo sạch hết à. Ai mang cho em bao nguồn sống vui? Cái gì vậy? Ai mang cho em bao niềm yêu đời? Ai cho em biết nhớ lúc gối chiếc, nhớ những lúc xin bỏ em đi, em nằm một mình chèo quèo một đời anh yêu em. Cách ngàn núi sông thương nhau, mình vẫn thương xuyên ghi sâu vào tim. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời mệt quá Ú ơi, trời ơi, trời chán rồi.
Mày làm gì vậy Phi? Nhớ ngày xưa hai đứa mình quen nhau, có người nhờ thế nên mới trèo cao. Ai ai trèo cao? Anh lấy em lần đần lao đao, duyên tình ta cũng vì thân thế, mấy năm rồi cứ hờn giận nhau. Có kẻ làm quan cả họ được nhờ. Nhờ gì? Gia đình hai đứa ta vẫn nghèo sơ. Không thấy sao? Thân thế đâu phải mộng hay mơ. Sao tình yêu cứ vì thân thế, để đổi ta đêm ngóng ngày chờ. Để đổi ta đêm ngóng ngày chờ. Để đổi ta đêm ngóng ngày chờ. Dễ thương ghê. Tự nhiên nhắc lại chuyện xưa cái thấy tình nghĩa vợ chồng mình sao mà nó thấm thiết quá. Bởi vậy tao phải nói chuyện này cho mày biết. Nói gì vậy? Thiệt ra tao có lỗi với mày. Hả? Mày có lỗi gì? Có phải mày ăn cắp tiền tao mày đi uống bia ôm phải không? Trời ơi, Ú ơi, mày nghĩ sao vậy? Trời nắng chang chang 2-3 giờ trưa vậy, đi uống bia ôm chi cho nó nóng. Muốn ôm á thì phải chờ tối mới ôm mới sướng. Mày nói cái gì? Mày ôm con nào? Hả? Ôm mày, ôm con Ú. Chịu chưa? Mày không biết gì chứ. Lấy tao bao nhiêu năm nay rồi không biết đánh tao hả? Tao ham gái chứ không ham ăn. Hả? Cái gì? Tao ham ăn chứ không có ham gái. Vậy giống tao á. Giống mày gì? Bởi vậy á, người ta nói á, hai vợ chồng mình trời xanh đúng là một cặp. Ai cặp ai? Phải một cặp. À cặp hả? À. Mày đại quá. Cặp mà nói cà cạp. Tao tưởng mày dịch chứ. Nói mày nghe. Gì nữa? Sáng mày đi qua thăm má đó. Ở nhà tao không biết chuyện gì làm. Ừ. Nên tao mới lỡ. Lỡ gì? Lỡ gì nữa? Lỡ bắt cái con. Con nào? Hả? Con nào? Con gà mái dầu. Ừ. Tao luộc, tao tính chào mày về đó, hai chồng mình ăn. Mà sao kỳ quá mẹ ơi. Tao đi mua rượu về đó, tao thấy nó tự nhiên. Sao? Nó mọc lông, nó sống lại. Trời. Ừ. Gà gì mà gà mọc lông sống lại? Trời ơi, mày không tin hả? Nè, cái này là không phải râu của tao đâu, mà là tích tai tao nhổ lông từ con gà mái dầu ra, tao luộc trong cái nồi này nè. Mà mày làm gì vậy? Tao cười. Tại sao mày cười? Tao cười là vì mày ngu quá. Gà gì mà mọc lông sống lại? Mà hổng nha. Mày nói sao ngu? Gà gì mọc lông sống lại? Không mọc lông sống lại chứ lại là cái gì hả? Nè, tao nói thiệt với mày nha. Thì chuyện gì? Hồi nãy đó tao về sớm á, không có mày ở nhà. À. Tao thấy con gà mày luộc ngon quá. Ừ. Tao ăn rồi. Mày nói gì? Lại đây. Nãy tao đứng cao quá không nghe. Nè, nói lại lần nữa tao nghe coi. Tao lén tao ăn rồi. Trời đất ơi, mày làm gì vậy? Hả? Phi. Hả? Mày làm gì run dữ vậy? Hả? Tức quá đi trời. Mày ham ăn quá đi. Ú. Gà kia tao luộc, sao mày đành lòng dẫn hết viên con hả? Đã lỡ ăn rồi. Trời ơi, tao đâu có muốn đâu. Mày nói sao? Giờ tao xin đền con gà này lại hỡi người mà tao yêu. Chịu không? Mày nói dễ quá ha. Thôi mà Phì. Mày muốn thôi không ra thôi cho mày mấy cái. Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mơ, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hàng. Thì mày hãy tìm chỗ nào mà xây mộng, để cho đôi ta bên nhau cãi nhau đêm ngày không ngưng nghỉ. Tại sao mày nghĩ ngang vậy? Không phải tao nghĩ đâu, mà mày phải đi ra khỏi nhà để mà nghỉ mát vài hôm. Hả? Mày vô mà lấy hết đồ trong nhà mà đi ra. Mày nghĩ sao vậy? Nguyên một con gà mái dầu bự như vậy nè, mày ăn hết nguyên con mà không chừa tao cái gì hết trơn, cái tội. Tao đâu có ăn hết đâu. Tao chừa cho mày mà. Chừa cái gì? Chừa cái gì? Chừa lông á hả? Hả? Tao chừa đóng xương á. Xương hả? Mày còn nói nữa hả? Mày đuổi tao hả Phì? Đây có hai người, không lẽ tao đuổi tao? Tội nghiệp Ú mà. Mày đuổi tao
rồi tao ra đường. Tao lấy gì tao ăn? Ăn hả? Giờ thì còn được ăn nữa hả? Trời ơi, tao hết nấu nổi mày rồi. Thôi giờ tao nói về cho mày nghe nè. Sao? Hay là tao bắt con gà trống này luộc cho mày nhậu, mày chịu không? Mày kêu tao ăn con gà trống này đó hả? Ừ. Hả? Ừ. Không ăn, tao thích gà mái thôi. Mày đừng có ăn con gà mái hồi nãy. Tại sao? Nó hôi lắm. Tại sao nó hôi? Tại vì nó là gà mái dầu mà. Hễ dầu là nó hôi hà. Với lại tao nói cho mày nghe, cái thịt nó dai nhách hà. Sao mày biết? Bị nó đẻ hết mấy lứa rồi. Tao đẻ mày cũng biết hả? Tại sao mày biết? Tại tao ăn cấp trứng của nó, tao ăn hoài à. Trời ơi, hèn gì mấy nó phai, tao không bao giờ tao ăn được trứng lụa trên. Té ra là mỗi lần nó đẻ là mày ăn cắp, mày ăn hết trơn hết trọi à. Thôi tao nói cho mày nghe nè. Sao? Bây giờ á, hôm ấy á, mày ăn cái con gà trống này đi. Ừ. Người ta nói ăn trống bổ trống, cho tao nhờ. Mày chịu không? Còn không mau làm. Vậy là mày hết giận tao rồi hả Phì? Hả? Tao nghe bổ trống là tao chịu rồi, còn giận gì nổi nữa. Mày đúng là hiểu ý tao à. Cuộc đời chúng mình vẫn là một giấc mộng, và tình chúng mình thấp thoáng giấc mơ hồng. Thì mình hãy tìm thiên đường mà xây mong, thì ta đem nhau lên non bên con suối mơ ta hằng thầm mong. Rồi mình xây nhà bên bờ dòng suối mộng, để tình chúng mình sống với đôi tim nồng. Để bay nai vàng ngỡ ngàng nhìn mối tình, để trăng lung linh kêu đôi chim xinh hót vang ca tụng chúng mình. À, ta xây nhà bên dòng suối mơ, ta xem nai vàng rừng thu giặc giờ. À, suối reo hay đàn ca, liễu buông hay là tơ, tình mình làm bằng thơ. Đời nghèo chúng mình không giao bằng núi tiền, thì đời chúng mình đã có giấc mơ hiền. Thì đời chúng mình đã tìm được thiên đường, để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình. Để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình. Để đôi tim xanh yêu nhau bên trong mái tranh bên dòng suối tình. Yeah. nghiệp nói thất nghiệp đi, mã độ rồi tôi nói vậy nghe cho nó
ngoan. Còn anh sao, lúc này làm nghề gì rồi? Thì anh lúc này tôi làm ngon lắm. Làm nghề gì? Làm nghề speaker. Cái gì? Anh làm nghề xì dách hacker chỉ bài mà. Không phải. Tao bậy tao bạ đầu tôi không mới nghe rõ ràng đó, gì xì dách hacker đó. Đâu phải, anh lúc nào đầu óc anh cũng có cờ bạc chơi bộ tụi nó chứ. Trời, tôi đâu biết cờ bạc của anh, cũng biết tánh tôi rồi. Trời ơi, tôi đi chơi đó là tôi chỉ biết kéo máy thôi. Nhưng mà tôi kể anh nghe này nha. Trời ơi, bữa đó tôi lên Las Vegas. Trời ơi, tôi kéo máy anh. Trời ơi, tôi kéo từ 10 giờ tối tới 5 giờ sáng vô 3.000 máy. Tôi đã nói 3.000 máy luôn hả? Tôi đâu có vô. Chứ ai vô? Cái máy nó vô. Trời ơi, tôi vậy nói anh rồi đâu biết bài bạc gì đâu. Nhưng mà anh nói nãy nói anh là xì dách hacker lại là gì? Là tôi nói nghe, không phải là xì dách hacker mà là speaker. Speaker anh là cái loa hả? Ấy anh làm cái gì nữa này? Ủa chứ speaker là sao? Là gọi là, người ta gọi là điều khiển chương trình đó. Trời ơi, anh ơi, trời ơi, điều khiển chương trình giống như là anh Nam Lộc với cô Kỳ Duyên nãy ta gọi là MC. Dạ. Chứ không tự nhiên cái xì dách hacker. Ta nói trời ơi, nhưng mà anh làm điều khiển chương trình ở đâu? Trong hội chợ. Trong hội chợ làm gì có điều khiển chương trình? Trời, anh không biết gì trên chợ, tôi nói nghe này, trong hội chợ đó có nhiều gian hàng, gian hàng ăn, gian hàng uống, gian hàng trò chơi, có thể coi trong đó có gian hàng lô tô, tôi nên làm điều khiển chương trình lô tô. Đã làm gì dữ lắm, điều khiển chương trình lô tô. Nhưng mà tôi nói nghe, tôi đang thất nghiệp. Bây giờ anh có cách nào anh giới thiệu cho tôi đi kêu lô tô với anh cho vui được không? Vậy hả? Rồi. Nhưng mà tôi nói nghe không được đâu, anh phải lẹ miệng lẹ mồm mới được nghe. Trời ơi, miệng mồm tôi cũng lẹ dữ lắm mà nghe. Tôi nói thiệt anh, hôm nay mà tôi tập không được á, 3-4 năm sau tôi nói được. Không phải 3-4 bữa sau tôi nói được. Bây giờ để tôi thử kìa. Thử sao? Tôi đưa đồ nghề cho anh coi. Đi kêu lô tô có đồ nghề chứ hả? Ê, bậy đi. Tôi đâu biết ai được cổ đưa cái đó cho cô chi. Phải, cái này nè, cái sông Lan cứ giữ nhịp á. Nhịp kêu lô tô là anh nghe tôi kêu thử nè, lúc trước nè. Lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ đây cờ ra, mà có mấy con mấy gì ra. Kêu lô tô là phải có cái này giữ nhịp vậy đó. Nhưng mà tôi nói nghe, tôi thường tôi thấy cái này á, là trong mấy cái đoàn cải lương ta ưa xài á thôi. Thường người ta để cho mấy người mà khép tránh đào tránh ta giữ nhịp ca. Ví dụ như gì nè. Nhìn nhau đôi bóng mà tình chia đôi tình. Quá này chị nó thấy bình thường đó. Chứ tôi đâu thấy người ta dụng này ta kêu lô tô đâu. Phải là ơi, cái đó là khác. Còn này tôi lô tô là phải giữ nhịp. Giữ nhịp nha, giờ tôi nói nghe, giờ sẵn sẵn có anh đây. Bây giờ tôi kêu thử anh coi được. Rồi, giờ thử kêu làm nha. Bắt đầu qua tôi kêu lô tô nè. Lô tô, lô tô, lô tô, lô tô. Kêu lô tô giống như bà bóng lên đầu vậy. Ủa kêu vậy là bà bóng lên đầu. Ừ. Ủa vậy không phải vậy, kêu lại nha. Lô tô đi, lô tô. Đi đâu mà dội mà vàng, dừng chân ghé lại trang hoàng lô tô. Người nào cầm bỏ cầm chê, chơi lô tô riết cầm quê cầm đi luôn. Kêu xong
mấy rồi? Không ba không? Con không ba. Cản quậy vậy. Con không ba của tôi anh làm gì kêu nữa? Tôi kêu hồi nào? Tôi kêu mới kêu không ba đó. Là tôi kêu con không ba của anh, anh bắt nhớ tôi kêu con của tôi chứ bảo. Tại vì ham kêu con không ba của anh lắm vậy á. Con không ba tôi đã con mấy vậy ra mà đọc thơ nha. Lát cô đi trước, lát trước đi sao mãi lát cặp kéo ba hồ mà gái là con số 7. Bắt đầu nha.
phải thương cho đều, có nghĩa đang thương đều, thua rồi. Ai nói anh thương đều? Phải thương cho đều chứ bạn gì, thua rồi. Ai nói anh thương đều? Thương gì kệ tôi chứ không bao giờ tôi thương vợ đều đâu. Chưa thương gì hết trơn, tự nhiên nhảy hồng ta. Ngoại tướng con vợ nào đấy trời ơi. Phải thương. Thương gì? Có rồi. Phải thương con vợ già, con vợ già là con ba ba, con ba ba. Vừa phải là ăn gian, vừa ta đổi gì ăn gian. Không, cái này là người ta thương thương đều chứ làm sao mà thương vợ già đó hả? Bộ tôi ngu sao tôi thương cho đều? Tức sao hả? Trời ơi, mình nó thương con vợ già trước. Trời nó gấp, nó sắp sửa đai xuân rồi. Nó đai xuân là mình hưởng life insurance. Nó bắt đầu phải lấy cái số tiền life insurance nó nuôi vợ nhỏ. Biết gì chứ. Được rồi, tôi thấy anh chưa? Được lắm, lẹ miệng lẹ bò lắm, giờ tôi giúp vợ đi nha. Rồi, giờ đi phải không? Bà khoan nữa. Vậy trước khi mình đi đó, mình xin kính chào quý vị khán giả với lại cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình của anh em mình đi. À đúng vậy, đúng vậy. Dạ, phần trình diễn của Bảo Liên và Minh Thành đến đây chấm dứt. Xin đề án kính chào quý vị và các bạn. Trời ơi, đi đâu bang bang đây chút xíu trọt đuôi mắt rồi thấy không? Trời ơi, có phải người ta không vậy? Không lẽ ma? Nhìn anh ta tưởng nó ác quỷ dầu cô là gì? Vậy trời tôi, hôm nay đi đâu ăn mặc bảnh bao quá vậy? À, còn anh đi đâu mà cái gì mà ăn mặc nhìn thấy ghê vậy anh? Trời ơi chị, không biết tôi mặc đồ này để tôi quay quảng cáo cho đài TV Mỹ. Ôi trời, mà anh quay đài TV Mỹ mà anh quay vậy gì vậy anh? Tôi đang quay quảng cáo về thuốc diet. Trời ơi, nói thiệt chị, mới đầu Mỹ nó quay tôi là tôi nặng 300-400 pounds luôn á. Em uống vô viên thuốc diet cái xuống còn nhiêu đây nè. À, mai là tôi ngừng lại kịp thời nha. Tôi mà ngừng lại kịp thời là tôi còn xuống nữa. Thôi đi anh ơi, anh cỡ này là được rồi, xuống nữa ai mà coi cho anh được chứ. Xin lỗi chị, à tôi uống viên nữa thiếu gì người coi. Coi cái gì anh? Coi mặt lần cuối. Ai xuống luôn à. Chị không tin phải không? Ừ. Trời ơi, tôi quay mấy cái này đều đều à. Bây giờ chị không tin chị đứng kế qua bên đi. Bắt đầu tôi biểu diễn thời trang quay quảng cáo đà thuốc đai ẹt cho chị coi nha. À, chị đứng qua bên, bắt đầu tôi biểu diễn quảng cáo cho chị coi nè, đứng qua bên đi. Mà được không? Được, đứng qua bên. Bắt đầu đài TV. Action, nhạc. Mặc vô trời. Gì vậy? Trời gì ta kêu ta quảng cáo cho coi rồi tự nhiên bịt mắt vậy? Trời ơi, nói thiệt chị nghe này, tôi mới xô phần trên thôi đó. Xô phần chưa? Dưới khủng khiếp nữa. Anh ơi, mặc vô. Mặc vô. Trời ơi, cho xô coi thông mà không coi nữa. Trời ơi, anh ơi, anh quảng cáo cái gì mà kỳ cục vậy anh? Thì quảng cáo về thuốc đại ẹt phải phô trương xương đồ này kia tao mới tin chứ. Trời ơi, cho tao tin là còn thịt trong này sao? Thôi bỏ qua chuyện đó đi, vậy là chị biết là tôi thiệt rồi phải không? Ừ. Rồi nay chị đi gặp tôi có gì vui mừng không, nói nghe coi. Tôi nói cho anh nghe. Cái trước tiên á là tôi qua đây á là tôi muốn báo anh một tin mừng. Tin mừng gì nói nghe coi. Tôi mới mua được cái nhà. Mới mua nhà? Ừ. Trời, lặng nhách. Gì trời vậy? Ơi, chị mua nhà chị mừng mắc mớ vậy? Tôi mừng. Tôi mới mua nhà hả? Ừ. Trời ơi, tôi nghi rồi. Tôi kiếm quá trời không gặp. Đi mất tiêu. Không cho số phone gì hết trơn á. Là tôi đã nghi ngờ rồi. Yes. Anh ơi, cái gì kì vậy? Người ta đang phê mà. Trời ơi, không, tự nhiên đang khổ tâm mà tự nhiên đang phê là sao? Trời ơi, cho tôi hỏi anh chứ. Anh hỏi tôi một cái, anh sờ tôi một cái. Anh hỏi tôi một cái, anh đụng tôi một cái. Làm sao chịu nổi? Trời ơi, đàn bà gái gì nhạy cảm quá vậy? Không biết cái này chắc điện 380. Ủa mà chị mới mua nhà thiệt phải không? Thiệt. Rồi giờ chị có thể cho tôi biết là chị mua cái nhà đó trị giá bao nhiêu tiền không? Trời ơi, tôi nói cho anh nghe, tôi mua cái nhà trị giá là 99.999 đồng 100 xu. Mua nhà gì giá lẻ không luôn vậy chị? Lẻ đâu mà lẻ anh, giá chẳng cái lẻ gì. Tôi mới nghe chị nói là 99.999 đồng 100 xu. Trời lẻ ơi, là chẳng anh ơi, lẻ đâu mà lẻ. Chẳng là nhiêu? 100 ngàn. Trời, 100 ngàn, nói đại 100 ngàn đi, còn bà đặt bẻ miệng bẻ mồm. 99.999 đồng 100 xu. Giờ nói thẳng ra mua giá này nhiêu tiền? 100 ngàn. Rồi mua mắc rồi mà không mua nhà, không biết qua hỏi tôi. Nói thiệt chị, trong nhà, trong xóm tôi ở sao? Có người ta đang cần bán nhà bán giá rẻ mạt. Bao nhiêu chip mà rẻ? Vé đi chip luôn. Bao nhiêu mà chip? Cái gì chip? Tôi khoái lắm. Chip lắm, biết nhiêu không? Nhiêu? 1.500. Cái gì? Cái gì, cái nhà này có 1.500 vậy anh? Biết nhà gì không? Nhà gì? Nhà nuôi chó. Trời ơi, cha ơi. Trời ơi, chị không biết, cái bên Mỹ này nhà nuôi chó tiện nghi lắm chị ơi. Để được cái giường king size á.
tối buồn buồn ra nằm khỏi mất công mở máy lạnh. Nói vậy chứ mới mua nhà đẹp phải không? Ừ. Thôi chúc mừng cho chị. Rồi ngoài cái chuyện mua nhà có gì mừng nữa nói nghe chơi coi. Trời ơi, tôi nói cho anh nghe. Rồi sao? Trước tiên đó là tôi báo anh một tin mừng, tôi mới mua cái nhà. Rồi mua nhà mừng rồi, mừng rồi. Rồi có gì nữa không? Có chuyện gì về căn nhà đó, mua nhà vậy thôi vậy đó. Không, nhưng mà tôi nói cho anh nghe cái sau đó đó là tôi có mở hàng Tân Gia. Đó, cái chuyện đó quan trọng đó, ai mua nhà phải đãi Tân Gia. Đúng, đúng. Mua nhà 100 ngàn đãi khoảng chừng 88 ngàn đủ rồi. Phải cho người ta ăn rồi cho vui vậy mà. Cái gì chuyện ăn uống nha, tôi chịu lắm. Rồi có gặp tôi rồi có nhờ cậy gì không? Dạ, tại vì em thấy anh cũng có duyên ăn nói lắm. Dĩ nhiên, nói thiệt chị, cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng tôi số 1. Tôi biết rồi. Chị trong xóm tôi nhờ cái tài ăn nói lanh lẹ hoạt bát duyên dáng của tôi đó. Cho nên ngày nào cũng có người đến nhờ tôi hết trơn. Anh nhờ anh làm gì vậy anh? Đi chửi mướn. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, ghê vậy bộ. Cỡ này có thì mấy ngày chửi mướn nè hả? Cỡ có xong có chị, ngày nào cũng có xô đi chửi đều đều hết á. Chửi khi nào mà trời mưa là treo mỏ. Nói thiệt chị, nhiều khi bên này mà đang mời tôi chửi cái gì mà bên kia trả giá hơi cao hơn chút xíu cái gì là tôi bỏ bên đây tôi qua đứng bên kia chửi tan nát hết trơn á. Sao chửi tôi? Còn nhiều khi mà có người mà mời tôi cùng một ngày cùng một giờ á, vậy biết sao không? Sao? Làm sao? Tôi gom lại chỗ chửi luôn lượt. Rồi chị không tin tôi chửi biểu diễn cho chị coi nè. Sao thử thế? Sao chửi tôi? Ủa quên lộn. Mấy ông món nghề nghiệp. Trời ơi. Tự nhiên đang tăng gia không qua chửi nữa. Vô duyên à. Lạnh nhách. Thôi đi anh ơi, tôi không có nhờ anh chửi cái gì hết trơn á. Quên tăng gia mà không tự nhiên chửi nó kìa. Bây giờ anh vô đề mẹ anh cái đi. Bây giờ anh phát biểu giùm tôi đi. Anh tức là đại diện cho gia đình để cảm ơn quý vị quan khách dự buổi tiệc tăng gia. Nói cho đàng hoàng, bây giờ mình cứ tưởng tượng trước mặt mình là buổi tiệc tăng gia đi. Quan khách tới đông đủ này kia. Không được đâu chị ơi. Ủa đại tăng gia nhiêu đây dám mạc lắm mà. Trời ơi. Anh ơi, mình chỉ thí dụ thôi anh ơi. Thí dụ vậy thôi. Ừ. Tụi chị gan dám đãi nhiêu đây dám đứt bóng lắm. Bây giờ mình trước khi mình vô đề ha, là mình phải cười nở một nụ cười duyên. Đâu thử để tôi lấy coi cảm được tình quý vị quan khách có mặt. Rồi bắt đầu mình mới cảm tạ người ta. Bây giờ coi tôi cười lấy cảm tình nha. Rồi. Cười này mệt quá, cười này cười có hầu quá chị. Trời ơi, cười có thắng hơi á, thắng lợi thấy không? Khi nào mà đứt thắng là đi luôn. Trời ơi, thôi anh ơi. Thôi được rồi, giờ mà cười xong rồi bắt đầu vô phát biểu nè nha. Đứng đàng hoàng lên nha chị, quý vị quan khách đông lắm nha, đứng đàng hoàng lại. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia ba của chị bạn tôi. Hả? Gì? Cái anh này nói chuyện gì kỳ cục vậy? Em đãi tân gia ở Mỹ chứ là phải đãi tân gia ở... Gì? Trời ơi, chị này ta đang chơi chữ mà nhào vô họng ta chị ơi. Chữ gì? Cũng đang chơi chữ nho. Tân đây có nghĩa là mới phải không? Ừ. Gia có nghĩa là nhà phải không? Ừ. Ba có nghĩa là hai vợ chồng chị với đứa con phải ba không? Hay không? Tân gia ba đây có nghĩa là căn nhà mới có ba người ở. Được. Xài văn chương bầm dập vậy thôi chứ cản hoài. Giờ không muốn nói dài dòng phải không? Thôi anh đừng nói dài dòng đó, bây giờ anh vô đề giùm tôi cái đi. Giờ ngắn gọn phải không? Muốn ngắn muốn dài tôi dễ lắm, người ăn nói có thừa. Bắt đầu sao? Ngắn gọn. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày á mà. Là cái ngày vô đi chơi đi, cháp đi, chơi, chạm nhào vô ăn đi. Trời ơi. Cái gì mà có chơi có chát trong đó cha. Nói chuyện phải đàng hoàng chứ. Thì kêu ngắn gọn thì ta nói ngắn gọn cho ta ăn đi, để phơi đồ ăn nó nguội. Trời ơi, ngắn gọn thì phải có chi tiết đàng hoàng, làm gì mà chơi đi vô đi cái gì thế ghê cha nội. Bà này sao khó quá, nhờ không có tốn tiền mà khó khăn quá. Bây giờ muốn nói ngắn gọn mà có đi ý nghĩa phải không? Đúng rồi. Làm lại. Làm tôi coi coi nè. Dạ kính thưa quý vị quan khách, hôm nay là cái ngày tân gia của chị bạn tôi. Đó. Chúng tôi rất lấy làm xúc vật. À! Phải. Xúc động chứ phải xúc vật. Chúng tôi rất là xúc động trước nghĩa cử của quý vị, nó không quản ngại đường xa xôi, đồi núi chập trùng, mưa phùn lầy lội. Dạ. Để dính chút ít thời gian của mình ở không làm gì, đến đây ăn trực. Hả? Không phải. Trời ơi. Ăn tiệc chứ phải ăn trực. Ăn tiệc. Cha này. Và chúng tôi nguyện khắc ốc ghi bù lon. À, trời ơi, cái gì bù lon? Ghi tâm. Và không bao giờ quên được cái mối thù này. Trời ơi, cái gì kỳ cục vậy anh? Cái ơn nghĩa này. Và bây giờ xin đại diện cho gia đình đồng kính bái bon. Ôi trời ơi anh ơi. Trời đất ơi, cái gì mà tân gia nhà em mà nó có đồng kính bái á, trời ơi. Chị không biết, chị ơi, đại tân gia ta đồ ăn đồ ê hề chị ơi. Nhiều người ta vô ta ăn nhiều quá ta trúng thực nó đứt luôn à. Nên mình đại diện mình nói trước cho chắc ăn. Trời ơi, thôi đi anh ơi, thôi bỏ qua chuyện đó đi anh ơi. Tôi mà kêu tôi chửi mướn vô kêu nói mấy đó không được đâu. Tôi thắng được. Đề nghị vậy nè, bữa đó buổi tiệc tân gia vui vẻ. Thôi giờ tôi đề nghị tôi với chị lên hát bài song ca tặng cho tất cả quý vị quan khách có mặt ngày hôm đó. Được á. Mau mua nhà như chị. Được. Đồng ý không?
Tía. Ủa tía làm gì vậy tía? Ta tập dưỡng sinh. Trời ơi, sáng nào tía cũng tập dưỡng sinh hết mà tía ốm nhách ra. Tại tao mình dây chứ bộ. Mày đi đâu đó? Dạ thưa tía, con đi làm. Mày thuộc 8 câu tao dặn mày chưa? 8 câu gì tía? Mày nghe tao nhắc lại nè. Muốn chồng xì đà tranh xa, xì kè xì có ơ. Một, muốn chồng xì đà tranh xa, tiền nâu bàn đè. Hai, muốn chồng xì đà tranh xa, cụm đèn tép trắng. Ba, muốn chồng xì đà tranh xa, còn ma mà tuy ơ. Bốn, trời ơi, có bao nhiêu đó mà tí nhắc đi nhắc lại hoài à. Con thuộc nằm lòng rồi nè. Mày thuộc sao mày nhắc tiếp tao nghe bốn câu chót à. Đây, muôn trong xì đa thì tranh xa karaoke. Đúng rồi. Muôn trong xì đa thì tranh xa bia ôm đèn mờ. Giỏi. Muôn trong xì đa thì tranh xa massage ma sát. Tốt lắm. Muôn trong xì đa thì tranh xa lầu xanh nhờn nhờ. Phải rồi. Ô xì đa ôm ca xì đa massage xì đa lắm ma xì đa không tha thiếu niên hay người già. Xì đa trăng qua, xì đa tí ma, xì đa dính ta, xì đa ném ta ra bãi tha ma. Phòng chống xì đa thì tránh xa đi, phòng chống xì đa thời tránh xa đi. Phòng chống xì đa thời tránh xa đi, phòng chống xì đa thời tránh xa đi. Bắt gặp rồi mày khỏi chối nữa. Cái gì vậy tía? Mày uống heroin. Đâu có đâu, thuốc của con mà. Thuốc gì mày nói tao nghe? Thuốc tao bao tử của con. Phải thuốc tao bao tử không? Phải. Giống mà, hơi gôn quá em. Trời ơi, con không có dám đâu, con nghe lời của tía dặn rồi mà. Xì đa nghe con biết. Tao dặn sao 8 câu đó mày thường nằm lòng mày nhắc tao nghe coi. Đây nè, muôn trong xì đa thì tránh xa, xì ke xì co cơ. Tóm. Muôn trong xì đa thì tránh xa, tiền nâu bàn đèn. Giỏi. Muôn trong xì đa thì tránh xa, cụm đèn tép trắng. Y trang. Muôn trong xì đa thì tránh xa, con ma ma tuy ơ. Hay quá. Muôn trong xì đa thì tránh xa, karaoke. Con biết. Muôn trong xì đa thì tránh xa, bia ôm đèn mờ. Con hiểu mà. Muôn trong xì đa thì tránh xa, mát xa mát xác. Đúng rồi. Muôn trong xì đa tránh xa, lầu xanh nhờn nhờn. Con nhớ rồi. Xì đa ôm ca, xì đa mát xa, xì đa lắm ma, xì đa không tha thiếu đi hay người già. Dạ, sao dồn tao vậy? Xì đa trăng qua, xì đa tí ma, xì đa dính ta, xì đa ném ta ra bãi tha ma. Còn trong xì đa thì tránh xa đi, còn trong xì đa thời tránh xa đi. Còn trong xì đa thì tránh xa đi, còn trong xì đa thời tránh xa đi. Xì đa ôm ca, xì đa mắng xa, xì đa lắm mà, xì đa không tha thiếu niên hay người già. Xì đa trăng qua, xì đa tùy ma, xì đa giết ta, xì đa ném ta ra bãi tha ma. Phòng chống xì đa thì tránh xa đi, phòng chống xì đa thì tránh xa đi. Phòng chống xì đa thì tránh xa đi, phòng chống xì đa thì tránh xa đi. Xa đi xì đa, xa đi xì đa, xa đi xì đa, xa đi xì đa. Đây con cò, con cua, con cá, mấy cá bé về xin tiền ba má mua đồ chơi nha. Chú hát đi rồi mấy tụi con mua. Chú hát đi chú, chú hát đi chú. Chú hát hay lắm. Để chú hát cho mấy cháu nghe. Con cò, con cua, con cá nghe. Từng con một nha. Con cò có cây cổ cong cong. Còn con cá có cây thì quay cũng có cỡ.
con cua, con cá, con cò, kể cả con cu, con vẹt cắt ke, cũng còn kém con cào cào, cũng còn kém con cào cào. Đó, mấy cháu thấy chú hát hay không? Bây giờ mua đi, mua đi. Chú kể chuyện cười cho mấy cháu nghe rồi mấy cháu mua. Kể chuyện cười nữa hả? Được rồi, chú kể chuyện cười, mình cái chuyện này cười lắm nha, thích cười lắm. Cười chứ, nghe chú kể là cười rồi nghe, bắt đầu cười nha. Chiều chiều cô dâu chơi cò cò, ảnh chuồng chó chỉ chú chim, chỗ có cái chú ý cây cao cây cỏ cây cắp. Cô dâu chơi cò cò chán chẳng đi chơi gặp cọc cỏ 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 chân con chó. Con chó chịu con chó cười, cô dâu chơi cái thớt cầm cái cây chặt hổng cho cái cắp. Con chó cọc con chó chạy cầu cuốn chỉ chú chim, chỉ chú chim chửi cô dâu cả chớ. Cô dâu chỉ chịu chú chim chịu câm, chỉ chú chim chẳng chịu câm chửi cha chửi chú chửi cô chửi cậu cô dâu. Châu chẳng chửi chậm chậm cầm cái chĩa chĩa chân chị chú chim, chị chú chim bị chảy máu mà tôi cười quá á. Ủa sao đứa nào cười hết trơn rồi ạ? Mẹ chị không có cười hết trơn à. Vậy chú hát con cò cuồng cá nha. Ơi chú hát bài đó con thuộc rồi. Thuộc tụi bay nó thuộc, tụi bay hát có được không? Hát được ta cho hết cái này đó. Rồi chú nói thiệt nha, rồi hát đi Giang. Trời ơi, tưởng nó vụ nít được hay dẹp nít vụ lại mình chết tôi rồi.